Giá cà phê hôm nay mùng 6 tháng 2, Robusta được dự báo tăng nhẹ nhờ điều này, giá cà phê hôm nay mùng 6 tháng 2 trong khoảng 42.400 đến 42.800 đồng mỗi kg. Giá cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng giảm do lo ngại rủi ro tăng cao, khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng loạt nâng lãi suất tiền tệ nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế và lạm phát vượt mức. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 42.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Lèo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.700 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 42.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.700 đồng mỗi kg, trừ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 42.700 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc tuần trước, Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2023 giảm 18 USD tấn ở mức 2031 USD mỗi tấn. Giao tháng 5 năm 2023 giảm 14 USD tấn ở mức 2030 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2023 giảm 5,1 cent tập 3, ở mức 172,8 cent tập 3, giao tháng 5 năm 2023 giảm 4,8 cent tập 3 ở mức 173,3 cent. Bar. Theo các chuyên gia, giá cà phê kỳ hạn trở lại xu hướng giảm do lo ngại rủi ro tăng cao khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng loạt nâng lãi suất tiền tệ nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế và lạm phát vượt mức. Bên cạnh đó, Starbucks đã báo cáo doanh số bán hàng tại thị trường Trung Quốc giảm tới 29% trong quý đầu tiên, nguyên nhân do số ca nhiễm COVID tăng đột biến làm hạn chế đi lại và số cửa hàng cà phê giải khát đóng cửa nhiều hơn đã dẫn tới việc thanh lý các hợp đồng trên hai sàn cà phê kỳ hạn. Ngoài các yếu tố tài chính tiền tệ, chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng mạnh lên thị trường cà phê. Những hiểm họa như lũ lụt, sương giá, hạn hán có thể làm thay đổi cục diện cung cầu cà phê thế giới, ngoài yếu tố quan trọng khác là chính phủ các nước tiêu thụ thông qua các quỹ đầu cơ tài chính muốn giá hàng hóa xuống để chống lạm phát. Giá tăng tuần qua còn được nhìn từ các nước sản xuất khác như xuất khẩu Colombia tiếp tục giảm do niên vụ 2022 đến 2023 thấp hơn. Colombia đã từng tuyên bố tình trạng thảm họa vào đầu tháng 11 năm 2022, cho phép chính phủ chi khoảng 433,8 triệu USD để đáp ứng nhu cầu của những người bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngoài ra, lũ lụt ở Indonesia làm giảm sản lượng cà phê Robusta toàn cầu. Robusta cũng được hỗ trợ sau khi Ivo Caphe dự báo rằng thị trường cà phê Robusta toàn cầu niên vụ 2023 đến 24 sẽ thâm hụt kỷ lục 5,6 triệu bao vì Indonesia, nhà sản xuất cà phê Robusta lớn thứ ba thế giới dự kiến chỉ đạt sản lượng niên vụ 2023 đến 24 giảm xuống 9,1 triệu bao, thấp nhất trong 10 năm do mưa quá nhiều trên các vùng trồng. Vị chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá Robusta sẽ biến động quanh mốc 2.000 USD mỗi tấn có thể tốt hơn nhờ tồn kho đạt chuẩn trên sàn và nguồn cung đang giảm. Tuy nhiên thị trường đang chịu sự đe dọa của các quỹ đầu cơ, thì họ đang mua khá nhiều. Nếu có sự thay đổi của các chính sách tiền tệ, các quỹ và đầu cơ quay lại bán mạnh ra thị trường sẽ làm giá cà phê giảm sâu trên cả hai sàn, giá tiêu hôm nay mùng 6 tháng 2. Xuất khẩu tiêu đầu năm tăng mạnh, nhưng giá trị giảm. Giá tiêu hôm nay mùng 6 tháng 2 trong khoảng 56.000 đến 59.500 đồng mỗi kg sau một năm thị trường mất đến hơn 20.000 đồng mỗi kg, người dân bước vào vụ thu hoạch năm nay với nhiều lo lắng. Tại tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 57.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 56.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 57.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 59.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 58.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang ở các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, thị trường tăng 500 đến 1.500 đồng mỗi kg. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1 năm 2023 đạt 8.925 tấn tiêu các loại với giá trị kim ngạch 30,26 triệu USD tăng 35,54% về lượng nhưng lại giảm 3,45 phần. Trăm về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.391 USD mỗi tấn, giảm 5,73% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 12 năm 2022. Thời điểm này năm ngoái, ngày 6 tháng 2 năm 2022, thị trường trong nước giao động trong khoảng 80.000 đến 82.500 đồng mỗi kg. Lúc này nông dân rất phấn khởi khi bước vào vụ thu hoạch mới. Sau một năm, thị trường mất đến hơn 20.000 đồng mỗi kg. Người dân bước vào vụ thu hoạch năm nay với nhiều lo lắng vì giá tiêu giảm đi trong khi các chi phí lại có chiều hướng tăng. Qua khảo sát, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận giá tiêu hiện ở mức thấp, chỉ từ 58, 59.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, nguồn nhân công thuê để thu hoạch khan hiếm, giá thuê cao từ 280, 300 ngàn đồng mỗi người mỗi ngày, khiến cho nguồn thu không đủ chi phí thuê nhân công. Trong khi đó, tiêu chín sớm không có người thu hoạch cây khó khăn cho nông dân, hiện công hái tiêu tại địa phương được trả từ 280 đến 300 nghìn đồng mỗi ngày, ngoài ra, chủ vườn còn hỗ trợ thêm tiền mua nước uống, ăn trưa cho lao động ở xa tới hái tiêu. Tuy nhiên, lao động trẻ ở địa phương hiện nay chủ yếu đi làm ở nhà máy, xí nghiệp, số còn lại thì đi làm những công việc khác có thu nhập cao hơn, đỡ nguy hiểm hơn vì việc hái tiêu phải lợi FP trèo trên cao. Theo thống kê của Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang canh tác gần 10.700 hecta hồ tiêu, giảm hơn 800 hecta so với đầu năm 2022. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp khuyến cáo, thị trường hồ tiêu luôn bấp bênh lên xuống thất thường, do đó, bà con nông dân trồng tiêu cần thận trọng trong việc tái đầu tư, tránh đầu tư cao, chuyển qua các hình thức đầu tư trung bình và đầu tư thấp, tập trung, chú trọng chăm sóc, phục dưỡng những diện tích tiêu đang cho năng suất ổn định. Nhằm phát triển bền vững, để tránh rủi ro, đối với những diện tích tiêu giả cỗi, không còn phù hợp bà con nông dân nghiên cứu để chuyển đổi cây trồng sao cho phù hợp, tránh để lãng phí diện tích đất mà năng suất, chất lượng vườn cây không còn.